Ừ, trúng số phải không? Tao tao đi coi hay vào thứ. Ủa, đã hẹ. Máy, bỏ máy hơi tại mà, hơi tại cũng được, cũng ngon đâu quý. Tao đi ra thì vào nè, vào cho nó ngon lành. Biết là hơi tối mà đó nhưng mà vẫn cứ vào. Thấy không? Đó, số miền Trung. Rồi coi đây, hơi tôm con tôm phải không? Rồi ngon lành. Đây, con tôm đây. Con tôm ngày 26 tháng 3 2023. Đó, ham con tôm như vậy 20 tôm đào. Đây. Đây. Đây quý vị. 26 tháng 3 năm 2023 con tôm 265 mẫu 22 tôm. Đó. Rồi ngày 26 tháng 3 con tôm ngày 20 tôm. Ngon lành. Ngon lành canh đồ nha quý vị anh chị con tôm nha. Rồi. Đó, hai tờ ngon lành. Rồi chung tiền nha anh thôi. Chung tiền ngay ngon. Đó. Đó. Ở dạ mua thường hai trúng với tối mà hôm nay là cái trúng dạy này lớn lớn không anh? Tốt. Vậy cho mình tối mà không? Cái trúng là ngon rồi. Dạ. Rồi rồi có bao nhiêu nha. Rồi trong trúng đặc biệt luôn nha. Rồi mình quay nước cửa rồi. Rồi quý vị mình mới vừa chung con hai tóm đây. Rồi lấy vừa mình cắt giùm đi. Rồi không giấy số không rách. Ăn sao có ghi gì không? À sao không có ghi gì, không sao không rách rồi gì hết. Game đồ cũng ngon lành luôn, game đồ cũng không có bị gì luôn. Cũng không có rách gì hết, cả đồng quơ. Rồi sáng mình quay luôn ngày bón ngày hôm nay luôn nha anh chị. Ngày mai là thứ hai nên số em ít lắm. Mà bón cũng được ít rồi đó. À được 90 tài nha mấy son. Đó cái đại sự Tiên Huế nha anh chị. Số 59 và 05. Đó ở đây là 40 tờ, một sắp là 20. Đó. Một cặp là nó có hai số giống nhau 4 tỷ. Rồi. Rồi bé đầu là cái đài đây là Phú Yên nè, còn dưới này là Thừa Thiên Huế, Phú Yên đài chính ngày mai. Đó 17. 26. 81. 63. 72. 90. 44 59. Rồi. Đó anh chị nào có mua số hay có nhu cầu thì đây Zalo kết bạn với em nha anh chị. Đó mấy bữa em cũng thường hay đưa đó. Số điện thoại 0968634712. Rồi. Ngân hàng đi băng nha anh chị. Rồi. 451220527322226. Đó, Vi Ngọc Tài. Đó, vì anh chị có gì liên hệ với em nha. Em mua số nha anh chị. Đó. Rồi em xin chào và cảm ơn quý vị anh chị nha, chúc quý vị may mắn phát lộc phát tài nha.